Thế còn bây giờ thì báo cáo quý trưởng thượng bên bển thì đúng là biên hải là hậu sinh thì không biết cái gì thật, nhưng mà có thể là biên hải cũng sẽ mượn nhờ một số quý quý quan chức của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nói về kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cho nó khách quan. Chứ còn bây giờ thì biên hải khẳng định là hôm nay biên hải sẽ đọc cho quý trưởng thượng nghe. Tất nhiên là đọc cái gì thì biên hải tóm tắt thôi chứ không phải là đọc nguyên văn. Thì báo cáo quý trưởng thượng là quý trưởng thượng thì không thể có một cái góc nhìn nó khách quan, nó đúng đắn và nó có một cái cách nhìn bao quát tổng quát về kinh tế Việt Nam Cộng Hòa bằng được cái ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên là tổng trưởng kế hoạch và phát triển của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, phải không? Và khi sang Mỹ thì ông ấy còn là giáo sư của Đại học Harvard. Vậy thì cho đến bây giờ thì cái kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào ấy thì biên ải cũng lấy tài liệu khi đồng minh tháo chạy của ông Nguyễn Tiến Hưng ấy, một cái cuốn sách hết sức là, nói chung là nó hết sức là nó khách quan về cái tình hình chính trị, về sự lệ thuộc, về cái thân phận của những kẻ lệ lệ thuộc, thân phận của tiểu quốc, rồi là số phận lệ thuộc phụ thuộc vào cái viện trợ nó như thế nào. Thì biên ải trích đọc ra đây cho các cụ, hôm nay trích đọc một tí thôi, ngày mai thì biên ải lại tóm tắt thêm một phần nữa, ví dụ như thế chẳng hạn, để cho các cụ các mợ khỏi thắc mắc. Đến là khổ, nếu mà đọc nguyên cái đấy thành ra là thành một cái kênh đọc sách nó khó. Nên xin phép cho biên ải tóm tắt lại một tí, chuẩn bị sẵn ra đây rồi. Thưa các cụ các mợ, thì theo đánh giá của ông Nguyễn Tiến Hưng, tiến sĩ kinh tế, nhắc lại nha, tiến sĩ kinh tế, nguyên tổng trưởng kế hoạch và phát triển của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông này thì xét cho cùng là cũng là một cái cánh tay đắc lực của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì ông ấy viết về cái nền kinh tế Việt Nam của miền Nam Việt Nam ấy, thực sự nói cho đúng là Việt Nam Cộng Hòa của các ông ấy, trước và sau khi người Mỹ có mặt ấy, thì nó có một vài cái đặc tính thế này này, sáu cái đặc tính hết sức rõ ràng. Đấy, qua quá trình tóm tắt thì nhà cháu có thể báo cáo các cụ các mợ thế này. Thứ nhất là về đâu rồi? Cơ cấu kinh tế thì nghiêng hẳn về cung cấp dịch vụ. Đây là nguyên văn của ông ấy nhé, và tóm tắt thôi nhưng mà phần nhiều là văn của ông ấy. Cơ cấu kinh tế nghiêng hẳn về cung cấp dịch vụ, chiếm khoảng 55 tổng sản lượng quốc gia, tức là tổng thu nhập quốc nội GDP đấy. Sản xuất hàng hóa, vật dụng không nhiều. Thì chẳng biết là sản xuất được cái gì, nhà cháu cũng chịu. Chắc là được một tí bánh kẹo, rượu bia, một tí nông cụ, phải không? Thế mới là do công nghiệp nặng và hóa chất vẫn ở mức sơ khai nên nguyên vật liệu phải lệ thuộc vào nhập cảng. Gạo, xăng dầu, phân bón, xi măng, hàng tiêu thụ, vật liệu sản xuất trung bình phải nhập 750 triệu đô la một năm. Thì báo cáo với các cụ các mợ ấy là cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đầu mà Diệm cầm quyền thì cho đến năm 1960 còn có một tí gạo để xuất khẩu, nghe bảo đấy. Nhưng mà từ năm 60, 62 trở ra ấy, thì là không còn gạo để mà xuất khẩu nữa, lại còn phải nhập gạo, khổ chưa? À, về tiết kiệm xuống số âm, trung bình mà âm 5% GDP. Lúc còn hòa bình có năm thì GDP dương đến 6%, tức là năm 1960. Nhưng khi chiến tranh leo thang thì không còn có thể tiết kiệm nội địa đầu tư cho phát triển tùy thuộc vào tiền bạc từ bên ngoài, tức là viện trợ của Hoa Kỳ.
gánh nặng kinh tế của nạn nhân chiến tranh, đoàn người di tản từ những vùng có chiến sự lên tới vài triệu. Số đông di tản về thành thị làm số người ở đây lên tới 40% tổng dân số. Trong khi đó năm 1960 chỉ có 22%. Kết quả là thất nghiệp cao ở thành thị lên đến 14%. Các khu ổ chuột cùng với tệ nạn xã hội đi kèm, trong khi nông thôn lại thiếu người canh tác. Gánh nặng quốc phòng, nhu cầu quốc phòng quá lớn, chi tiêu tới 50% ngân sách, lên tới 242 tỷ đồng. Tài trợ cho phát triển chỉ còn 9%, là chưa đầy 66 tỷ đồng. Vấn đề nhân lực thì rất nhiều thanh niên còn phải tham chiến. Chưa kể đến 310.000 công chức, viên chức, tư chức. Ngoài ra còn một số người di tản kể trên, tất cả vượt quá 30% nhân lực lao động. Đấy là về cái thực trạng, về cái cơ cấu nhân sự, gánh nặng kinh tế. Thế còn cái tâm lý, cái yếu tố này nó khủng khiếp này. Thế báo cáo với các cụ là cái yếu tố tâm lý, tư tưởng con người nó khủng khiếp lắm. Tâm lý dựa vào viện trợ thì ông Nguyễn Tiến Hưng ông viết nguyên văn thế này: nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa bé nhỏ, sản xuất căn bản là nông nghiệp. Khi quân đội Mỹ sang thì nhu cầu quốc phòng, tiêu dùng, xây dựng hạ tầng lớn, sản xuất còn yếu kém, căn bản chỉ là lúa gạo nên chỉ còn cách nhập hàng hóa từ nước ngoài. Tài trợ nhập hàng hóa đang từ 162 triệu đô la năm 1964 tăng lên tới 830 triệu năm 1966, cao hơn 5 lần. Sự kiện này còn làm tăng lên mức độ của tâm lý lệ thuộc của kinh tế Việt Nam Cộng Hòa và mang tới nhiều cơ hội tham nhũng cho nhiều quan chức chính phủ. Năm 1966, nạn lạm phát ở Việt Nam Cộng Hòa diễn ra nghiêm trọng với tỷ lệ trung bình trên 30-40% trên năm, giá cả mọi hàng hóa đều tăng vọt. Theo thống kê, giá một số thực phẩm vào cuối năm 1965 và cuối năm 1967 như sau: 1 kg thịt gà tăng từ 96 đồng lên đến 309 đồng, tăng gấp 3,2 lần. 1 kg thịt vịt tăng từ 63 đồng lên 203 đồng, tăng gấp 3,2 lần. 1 kg tôm tươi tăng từ 62 đồng lên 216 đồng, tăng gần 3,5 lần. Trên chợ đen, giá 1 đô la lên tới 270 đồng và không ngừng tăng đến 360 đồng năm 1969 và 414 đồng năm 1971 và 640 đồng năm 1974 và 700 đồng năm 1975. Một sự kiện kinh tế đáng chú ý trong giai đoạn này là chiến dịch Bông Lan. Đây là mật danh của chiến dịch cải cách tiền tệ do chính phủ Nguyễn Văn Thiệu thực hiện từ ngày 18 tháng 6 năm 1966. Loạt tiền đồng Việt Nam Cộng Hòa mới được phát hành. Loạt này còn gọi là giấy bạc đệ nhị Cộng Hòa. Với tư cách là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, Nguyễn Cao Kỳ ký sắc lệnh về những biện pháp kinh tế để ổn định nền kinh tế bằng cách phá giá đồng bạc miền Nam, tăng giá hàng hóa lên 100% tỷ giá chính thức từ 60 đồng đổi 1 đô la sụt xuống còn 117 đồng đổi 1 đô la. Tiền Việt Nam Cộng Hòa mất giá một nửa chỉ sau một ngày. Nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa có sự cách biệt rất lớn giữa thành thị và nông thôn. Một báo cáo của Mỹ kết luận, trong khi ở thành thị, những nhóm người phục vụ cho quân Mỹ có đời sống khá giả nhờ chiến phí mà Mỹ bỏ ra, thì ở vùng nông thôn, những người nông dân phải
chịu đựng sự tàn phá dưới hỏa lực Mỹ, để lại sự nghèo khổ gần như tuyệt đối cho nông thôn miền Nam. Đây là báo cáo của người Mỹ đấy ạ. À. Xét riêng về sự phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa vào viện trợ Mỹ, giáo sư kinh tế Đặng Phong nhận định, nền kinh tế miền Nam trước năm 1975 tuy có vẻ ngoài phồn vinh nhưng giả tạo ở chỗ nó không tự nuôi nổi nó. Lấy ví dụ, tổng thu nội địa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 khoảng 300 tỷ đồng với tỷ giá năm 1974 là 685 đồng một đô la, tức tương đương với 348 triệu đô la, bình quân là 54 đô la trên người trên năm, chỉ bằng một nửa viện trợ của Mỹ, thậm chí chỉ bằng 1/6 chi phí quân sự hàng năm. Như vậy, có nghĩa hơn 65% thu nhập quốc dân và hầu hết chi tiêu chính phủ lấy từ viện trợ kinh tế của Mỹ. Sự phồn vinh không phải là ở nội tại nền kinh tế mà là nhờ nguồn viện trợ khổng lồ của Mỹ bằng 4 con đường chính. Rồi, thì báo cáo với các cụ các mợ là 4 con đường chính thì là như thế nào, thì là ngày mai nhà cháu báo cáo các cụ các mợ bên bển, để mà các cụ và các mợ bên bển là khỏi kêu ca, khỏi nói nhiều, bởi vì đây là chính ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu, ông ấy báo cáo và ông lấy cả tài liệu của Mỹ ra để ông ấy viết rõ ràng ở trong cái cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Và bây giờ ai làm chính trị Mỹ và bước vào Nhà Trắng ấy đều phải đọc hai cái cuốn sách này của ông ấy, đó là Khi đồng minh tháo chạy và Khi đồng minh nhảy vào. Đấy, các chính